Trong khi đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố đã được triển khai một cách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 13.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong buổi thi đầu tiên. Tại điểm thi trường trung học cơ sở Lê Độ, quận Sơn Trà, có hơn 400 thí sinh dự thi. Nơi đây là địa điểm gần chợ An Hải Bắc, nên vào đầu giờ sáng, các loại phương tiện lưu thông đông, các lực lượng phục vụ điều tiết giao thông từ xa đã hướng dẫn người vào chợ đi theo lối khác, tránh ùn tắc trước cổng trường gây cản trở giao thông, tạo điều kiện cho thí sinh đến trường thuận lợi. Bản thân tôi thấy cách sắp xếp của các lực lượng và trường hợp lần này thì rất tốt đẹp. Thì sau khi con vào thì đứng một xí rồi tôi cũng về để tránh ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, từ rất sớm các lực lượng tình nguyện viên đã có mặt để hướng dẫn và hỗ trợ cho thí sinh đảm bảo công tác phòng dịch. Cảnh sát giao thông quận, huyện phối hợp với thanh tra giao thông và công an phường, sở tại đã chốt chặn, hướng dẫn phụ huynh học sinh không đậu đỗ xe, đợi thí sinh trước cổng trường để đảm bảo giãn cách. Điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chúng tôi bố trí lực lượng bảo vệ tại trường và bên cạnh đó là có lực lượng tuần tra kiểm soát. Làm sao thường xuyên tuần tra kiểm soát trên đường và đặc biệt là trước các hội đồng thi để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự phía trước cổng trường. Đối với những phụ huynh mà đã chở cháu đến trường, anh em sẽ nhắc nhở họ đến cái điểm đứng đợi thích hợp, không có làm cản trở giao thông. Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông trong đợt tuyển sinh năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn tạm ngừng hoạt động các loại ô tô kéo rơ móc, sơ mi rơ móc, ô tô tải ben lưu thông chở đất, các vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng trên tất cả các tuyến đường thành phố trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông.